cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư, Tô Lâm coi chừng, leo cao, sẽ ngã đầu. Bất chấp những đồn đoán về việc sức khỏe của ông Tổng Bí thư lại tiếp tục có vấn đề. Truyền thông nhà nước hoàn toàn không đề cập tới hoạt động của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sau lần bất ngờ xuất hiện tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 15 tháng 1 cho đến nay. Điều này khiến cho công luận thêm tò mò. Theo giới quan sát, kể từ cuối năm 2023 cho đến nay, liên tục có những đồn đoán liên quan đến tình trạng, sức khỏe và bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng việc ông Trọng ra bệnh viện bất kể vì lý do gì chắc chắn là điều có thật, vì sức khỏe của ông cũng là người gần đất xa trời. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người đang rất muốn quyền lực. Chính trường Việt Nam hiện nay, giáo sư London thuộc Đại học Hà Lan đã nhận xét Việt Nam đang bước vào thời kỳ bất ổn và không chắc chắn liệu khoảng trống quyền lực này sẽ còn kéo dài trong bao lâu. Khi quyền lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đi xuống, kèm theo đó là thể trạng sức khỏe của ông được cho là không mấy khả quan. Lập tức rộ lên các thông tin liên quan đến việc ông Trọng nghỉ để truyền ngôi báu cho nhân vật kế cận. Cùng với đó là câu hỏi ai sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam được quan tâm hơn bao giờ hết. Cũng theo giới thạo tin, cuộc chuyển giao quyền lực lần này nhìn bên ngoài được tiến hành lặng lẽ, nhưng bên trong thì rất khẩn trương. Đó là lý do tại sao xuất hiện rất nhiều thuyết âm mưu, kể cả cuộc đấu đá quyết liệt đến mức mới đây Ban chấp hành Trung ương đã phải hoãn họp một kỳ họp bất thường. Theo trang BBC tiếng Việt, giáo sư Lưu Vinh từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã đưa ra đánh giá như sau. Các ứng viên có khả năng nhất kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Tổng Bí thư là Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội và Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Giới phân tích thì đánh giá khác, cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư hiện nay là bộ tam mã bao gồm Thủ tướng Chính phủ ông Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam ông Vương Đình Huệ và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Nhưng cũng xin đừng quên một con ngựa ô bất kham có tên là Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay. Mặc dù ông là một người rất tài tiếng, nhưng dường như là cánh tay phải của ông Tổng Trọng trong chiến dịch đốt lò. Trong số 4 người kể trên, ông Võ Văn Thưởng được cho là có hội đủ nhiều yếu tố đạt yêu cầu của Tổng Bí thư. Song Võ Văn Thưởng lại còn ít tuổi, kinh nghiệm cũng như uy tín chưa chín. Còn Phạm Minh Chính hay Vương Đình Huệ về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm có thể tạm chấp nhận, nhưng dư luận đánh giá hai ông Chính và Huệ uy tín chưa thực sự cao và đều có điểm yếu trầm trọng, đó là vấn đề đạo đức, vì có quan hệ tình ái ngoài luồng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã ngồi đến 3 nhiệm kỳ, quá quy định tại điều lệ Đảng. Trên mạng xã hội, trong các diễn đàn chính trị tại Việt Nam, người ta lan truyền và chia sẻ các tin tức liên quan đến cuộc đua này. Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm còn mở mũi tấn công để hạ uy tín các cựu thủ lĩnh Đoàn Thanh Niên như Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai. Trước đó, ông Tô Lâm và Bộ Công an liên tiếp xử lý các vụ án có liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một nhân vật cho là có quan hệ trên mức tình cảm với ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Tất nhiên, mục tiêu của Tô Lâm là hạ uy tín của ông Chính. Theo giới phân tích, Tô Lâm là nhân vật có tham vọng trở thành người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam từ rất lâu. Đồng thời, Tô Lâm là nhân vật duy nhất có quyền uy tuyệt đối trong Đảng nếu so với các lãnh đạo chủ chốt của Đảng hiện nay, bởi Tô Lâm có ưu thế nắm được toàn bộ top của từng lãnh đạo cấp cao của Ba Đình. Bằng việc phanh phui hàng loạt đại án như chuyến bay giải cứu, kit xét nghiệm Việt Á IC, ông Tô Lâm đã khẳng định vị trí độc tôn. Đồng thời, ông cũng tỏ ra là người đang nắm quyền lực thống trị trên bàn cờ chính trị của Việt Nam. Tô Lâm đã chứng tỏ rằng ông ta là người có quyền sinh, quyền sát trong toàn bộ hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam để trở thành ông vua trong Đảng. Nhưng việc Bộ trưởng Bộ Tô Lâm mở quá nhiều mặt trận để tấn công hầu hết các ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế Tổng Bí thư, nó như đã vô tình thúc đẩy các cá nhân và phe nhóm khác buộc phải liên hiệp lại để đáp trả. Toàn cảnh một hội nghị Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đó là lý do tại sao mới đây đã xuất hiện các tin tức về cuộc đua vào vị trí thay thế cho Tổng Bí thư
giữa Đại tướng Công an Tô Lâm với Đại tướng Quân đội Phan Văn Giang. Hiện nay, lợi thế đang nghiêng về bên quân đội. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhận được sự ủng hộ của đa số ủy viên Bộ Chính trị. Gần đây nhất đã xuất hiện tin đồn đoán cho rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang âm thầm thực hiện một cuộc đảo chính không tiếng súng. Mục đích là loại bỏ và tiến tới tước ngôi vị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, với tham vọng quá lớn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã và đang biến bạn thành thù, và khả năng leo cao thì sẽ ngã đau là điều khó tránh khỏi. Bởi lẽ 2-1 không chột cũng què, chứ đừng nói đến thế trận thiên la địa võng hay thập diện mai phục. Chúng ta hãy cùng chờ xem sự thất bại của Tô Lâm trong giai đoạn nước rút. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư, Tô Lâm coi chừng leo cao sẽ ngã đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D. Xuất khẩu lao nô của Việt Nam và bài học kỳ tích phát triển của Hàn Quốc. Số lượng lao động xuất khẩu của Việt Nam vào năm 2023 đạt mức cao kỷ lục với con số 155.000 người. Những năm trước đây, theo thống kê, số lao động trong nước ra nước ngoài làm việc trung bình ở mức từ 120.000 đến 140.000 người mỗi năm. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 30 tháng 1 cho biết hàng ngàn người đội mưa rét đăng ký đi Hàn Quốc lao động. Bản tin cho biết mỗi ngày có hàng ngàn người dân Nghệ An đội mưa rét chờ đợi đăng ký tham dự kỳ thi chọn lao động đi Hàn Quốc đợt 1 vào năm 2024. Báo Nhà nước cũng đăng tải về tình trạng này. Theo đó, tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Nghệ An, vào ngày 30 tháng 1 ở khu vực phát số tự động đông nghịt người, chờ tới lượt nhận số. Nhiều người đến từ sáng sớm nhưng tới gần trưa cũng chưa đến lượt để vào làm thủ tục. Thông tin này đã làm mạng xã hội xôn xao, một lần nữa nổi sóng. Trên các diễn đàn khác nhau, người ta bàn luận sôi nổi vấn đề là vì sao người Việt Nam hàng chục năm nay vẫn cứ mãi phải đi xuất khẩu lao động, bán sức lao động rẻ mạt mà thực chất là đi làm những công việc tay chân nặng nhọc, nguy hiểm và độc hại ở nước ngoài. Nhà hoạt động xã hội, chủ chương trình Đưa sách về nông thôn Facebook Nguyễn Quang Thạch thì bình luận như sau. Nếu các bạn ấy được hưởng nền giáo dục như Hàn Quốc thì chắc chắn các bạn không phải bỏ tiền mua việc ở Hàn Quốc. Vậy nền giáo dục của đất nước Hàn Quốc đã cải cách ra sao và làm như thế nào mà đất nước Hàn Quốc đạt được những thành tựu kỳ vĩ như hôm nay? Trong lúc những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, sau chiến tranh, Hàn Quốc là một trong những nước nghèo đói nhất tại châu Á. Bách khoa toàn thư mở Viki cho biết, từ năm 1964 đến năm 1973, Hàn Quốc đã gửi đi 325.000 quân nhân tới Việt Nam tham chiến với tư cách là đồng minh của Hoa Kỳ, mục đích là thu ngoại tệ. Khi đó, những người lính Nam Triều Tiên tham chiến trong Việt Nam từng bày tỏ ước mơ một ngày nào đó Hàn Quốc sẽ phát triển ngang bằng với miền Nam Việt Nam. Vào năm 1968, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định khởi đầu cuộc cải cách đất nước bằng cải cách giáo dục. Người Hàn Quốc đã quyết định bê nguyên sách giáo khoa của Nhật Bản dịch sang tiếng Hàn Quốc để giảng dạy trong các nhà trường, trừ các môn khoa học và xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Dư luận Hàn Quốc vào năm 1968 đã chất vấn chính phủ: tại sao nhân tài Hàn Quốc không tự soạn được bộ sách giáo khoa cho học sinh? Nhưng chính phủ Hàn Quốc không lùi bước, vẫn quyết tâm thực hiện chương trình cải cách giáo dục hiện nay với lý luận. Để có được chương trình giáo dục đó, người Nhật đã mất cả trăm năm cải biên cách đào tạo của phương Tây sao cho phù hợp với đặc trưng của châu Á. Theo đó, Hàn Quốc chẳng có cách nào ngoài việc đi tắt, lấy kinh nghiệm giáo dục của Nhật Bản để thành thời gian, công sức lo cho những công việc khác quan trọng không kém. Mục tiêu của Hàn Quốc lúc đó là trở thành một bản sao của Nhật Bản để mà phát triển đất nước. Kỳ tích bên sông Hàn, biểu tượng phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Và sau đúng 20 năm, vào ngày năm 1988, Hàn Quốc đăng cai Olympic quốc tế tại Seoul. Cả thế giới ngỡ ngàng về điều gọi là kỳ tích bên bờ sông Hàn.
Lúc đó đất nước Hàn Quốc đã lột xác gần như 100%. Hàn Quốc đã có các sản phẩm công nghiệp như ô tô, đóng tàu, điện tử, bánh kẹo. Nước Nhật có gì thì bên Hàn Quốc cũng có những sản phẩm tương tự như thế. Tại sao Hàn Quốc có thể tạo ra được kỳ tích vĩ đại như vậy trong thời gian vẻn vẹn có 20 năm? Đây là điều mà lẽ ra giới lãnh đạo Việt Nam phải tìm hiểu để áp dụng trong việc phát triển đất nước. Đơn giản, chỉ cần so sánh sự phát triển của kinh tế xã hội Hàn Quốc với người anh em của họ ở đất nước Bắc Triều Tiên, ta thấy sự khác biệt rất rõ ràng. Hàn Quốc là đất nước phát triển theo đường lối tư bản, dân chủ, đa đảng. Ngược lại, Bắc Triều Tiên là chế độ độc tài, gia đình trị. Sự khác biệt về thể chế chính trị giữa hai quốc gia là yếu tố quyết định quan trọng nhất. Hàn Quốc từ một nước xuất khẩu binh lính đi đánh thuê ở nước ngoài, vậy mà chỉ trong vòng mấy thập niên đã trở thành một nước nhập khẩu lao động. Công cuộc cải cách của chính phủ nước này đã biến Hàn Quốc trở thành thị trường nhân khẩu lao động, mà người nước ngoài lũ lượt tìm đến, xếp hàng để xin làm thuê. Và trong đó có rất nhiều thanh niên trai tráng từ Việt Nam. Ông Tổng Bí Thư, già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàn Quốc hôm nay đã là bước chân vào nhóm các quốc gia thịnh vượng nhất với nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới. Bình luận về việc biển người ở Nghệ An phải đội mưa rét, xếp hàng thi tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc, nhà báo Đào Tuấn, tờ báo Lao động đã cảm thán như sau. Hãy nhớ là thi có nghĩa rằng không phải cứ muốn đi là được. Mỗi suất đi như thế có tổng chi phí khoảng 200 triệu. Đổi lại họ có thể hưởng lương 40-50 triệu mỗi tháng. Tương lai viễn xứ lắm mồ hôi, không biết vất vả nhưng nhiều tiền. Và hơn cả tiền, đó là một con đường, một lối thoát. Lãnh đạo Việt Nam, cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã từng tuyên bố, đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia công nghiệp. Trong khi đến hôm nay, người Việt Nam vẫn còn phải tranh nhau xếp hàng đi làm thuê ở nước ngoài. Ngoài ra, có biết bao nhiêu người khác còn bỏ mạng trên đường đi tìm kiếm việc làm và chết trong các thùng container đông lạnh. Trách nhiệm đó thuộc về ai? Hỏi cũng là câu trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trên truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Xuất khẩu lao nô của Việt Nam và bài học kỳ tích phát triển của Hàn Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.